Chào mừng các bạn, ơn trời, mọi chuyện đã xong xuôi. Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một cái chủ đề tôi tin rằng nó rất thú vị và nó cũng khá là thách thức đối với sự tiếp cận của các bạn. Bởi vì một chủ đề đặt ra là cái bí mật tôi chia sẻ với các bạn, cái bí mật để chúng ta có thể khai thác được cái sức mạnh vô hạn trong ta. Và nó có khá nhiều cái đoạn là khá là kỹ thuật. Bởi vậy là các bạn hãy chăm chú, hãy chú ý. Và những cái điều gì mà các bạn thấy bối rối thì các bạn chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Đầu tiên thì xin phép tôi được hỏi rằng các bạn nghe âm thanh có rõ không? Các bạn âm thanh có nghe có rõ không ạ? Cho tôi một tín hiệu rằng âm thanh có rõ không? Và thứ hai là đây là một chủ đề nó rất là giá trị. Nó rất giá trị. Do vậy tôi muốn rằng các bạn hãy chia sẻ đến những người bạn của mình đi. Những người bạn là những chủ doanh nghiệp, những người bạn đang khao khát hiểu biết bản thân mình, khao khát hiểu biết cái sức mạnh trong mình và khao khát hiểu biết để biết ra làm cách nào để chúng ta có thể thành công, làm cách nào để chúng ta có động lực, làm cách nào để chúng ta có thể là thay đổi để đột phá cuộc đời mình hay đột phá cái công việc của mình. Là các bạn hãy cho tôi và cho tôi biết ạ. Rõ. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, đây rồi, đã có một cái thông tin của bạn là rất rõ đấy ạ. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Oh. Yes. Okay. Có vẻ khá nhiều ánh sáng. Được rồi, ok. Tôi muốn các bạn hãy chia sẻ đến những người bạn của mình đi. Trước khi chúng ta vào một chủ đề cực kỳ quan trọng này. Chắc hẳn rằng tất cả chúng ta đều muốn biết mình có sức mạnh như thế nào trong cuộc sống này và mình có thể làm được những chuyện gì trong cuộc đời này. Bởi vì sâu thẳm trong chúng ta, ai trong chúng ta cũng mong muốn mình là người thành công, mình là người thành đạt, mình là người giàu có, mình là người hạnh phúc, mình là người có nhiều giá trị và mình sẵn sàng cho đi. Có phải không các bạn? Tất cả chúng ta đều mong muốn và đều khao khát các điều đó. Bởi vậy, chúng ta mới nỗ lực tìm kiếm, chúng ta mới chăm chỉ, chúng ta mở rộng quan hệ, chúng ta học hỏi, rồi chúng ta tìm kiếm, rồi chúng ta trải nghiệm. Rồi cái điều gì mà đang khiến phần lớn mọi người lại cứ vẫn đang loay hoay trong cái việc là tìm kiếm sức mạnh bản thân mình vậy, tìm kiếm cái sự thành đạt cho mình vậy, tìm kiếm cái hạnh phúc gia đình, rồi là một cái tinh thần sảng khoái của cá nhân vậy. Cái điều gì mà khiến mọi người đang loay hoay như vậy? Đó là chúng ta đang rất thiếu một cái sự hiểu biết rằng trong chúng ta đã có sẵn sức mạnh rồi. Trong mỗi con người chúng ta đã có sẵn sức mạnh để thành công, để hạnh phúc, để có nhiều giá trị rồi. Chỉ có điều là chúng ta chưa biết mà thôi. Bởi vậy các bạn mới thấy rằng những người thành công trong các bài huấn luyện của họ hay là những người vượt khó, họ luôn luôn ra cái tuyên ngôn cho họ rằng trên đời này thì không có cái gì mà không làm được. Không có gì mà không làm được. Ví dụ như Jack Ma ông nói trên cuộc đời này thì không có cái gì mà không làm được. Vấn đề là có dám hay không mà thôi. Dám hay không mà thôi. Rồi Tony Robbins hay tất cả những người thành công khác, ví dụ như là Zig Ziglar, rồi là Tom Hopkins. Những người như vậy họ đều nói rằng cuộc đời này thì không có gì mà không thể cả. Miễn là chúng ta có một bộ não bình thường, một bộ não để nhận thức một cách bình thường về cuộc sống này. Miễn là chúng ta có đủ chân, đủ tay. Miễn là chúng ta có đủ cái năm giác quan. Đủ năm giác quan là gì các bạn? Thế này này, chúng ta có cái đôi mắt nhìn bình thường như mọi người thôi, không cần phải sắc bén quá làm gì, không cần nhìn quá xa làm gì. Chúng ta chỉ cần có đôi mắt bình thường để chúng ta có thể nhìn được màu xanh, màu đỏ, nhìn được các cái sự vật hiện tượng nó đang chuyển động trong cuộc sống này, nhận biết được mọi thứ trước mắt mình nó thay đổi ra sao. Chúng ta chỉ cần có một đôi mắt như vậy thôi. Rồi gì nữa? Chúng ta chỉ cần có một cái đôi tai mà nghe được những âm thanh của cuộc sống này, nghe được những cái ngôn ngữ giao tiếp của con người với nhau. Chúng ta chỉ cần có điều gì nữa? Chúng ta chỉ cần có cái cảm xúc, cảm giác có thể cảm nhận được cái gì là
tiêu cực, cái gì là tích cực, cái gì là vui vẻ, cái gì là không vui vẻ, cái gì là tốt, cái gì là không tốt. Chỉ cần chúng ta có cái cảm nhận, cảm giác đấy thôi. Rồi gì nữa, chúng ta có hai cái thứ giác quan phụ nữa, đó là nếm, lưỡi chúng ta nếm, và gì, mũi chúng ta ngửi. Đó là năm giác quan, đó là năm cái nguồn lực cực kỳ quan trọng của chúng ta. Đấy là những nguồn lực quan trọng cực kỳ của chúng ta, bởi vì đấy là những cửa vào của bộ não. Đó là những cửa vào của bộ não, mà bộ não là trung tâm của tất cả mọi việc. Bộ não là trung tâm của tất cả mọi việc. Các bạn hãy nhớ này, bắt đầu khi con người chúng ta sinh ra từ thời nguyên thủy đến giờ, chúng ta bắt đầu từ cái thời kỳ là ăn lông ở lỗ. Vậy thì con người từ thời điểm đó cũng đã có bộ não rồi, mọi thứ cũng đã có sẵn rồi. Ví dụ như là các nguyên vật liệu sắt, thép, vàng, đồng, chì, những cái năng lượng, những cái nguyên tử đã có sẵn ở đó rồi. Vấn đề là con người chúng ta có hiểu biết hay không để mà khai thác nó ra mà thôi, để chấp nối lại mà thôi. Vì vậy chúng ta mới có các cái cuộc công nghiệp 1.0, 2.0, 3.0 và bây giờ là 4.0. Cái hành tinh này có sự khác biệt nào đâu từ cái thời nguyên thủy đến giờ. Chỉ có cái sự tăng tiến của con người mà thôi, sự tăng tiến não bộ của con người mới tạo ra tất cả những thành quả như hiện nay. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng nếu chúng ta đang là một con người trưởng thành bình thường lúc này thì chúng ta không thiếu một nguồn lực nào để kiến tạo sự thành công cho chúng ta, đó là sức mạnh vô hạn. Chúng ta gì? Chúng ta có đầy đủ năm giác quan tinh tường, chúng ta có một bộ não bình thường, và chúng ta có mọi nguồn lực trong cuộc sống này. Như vậy là chúng ta có đủ nguồn lực để thành công rồi các bạn, không thiếu một chút nào đâu. Nhưng rất nhiều người thì lại nói rằng tôi không có vốn, tôi không có năng khiếu, tôi không có quan hệ, tôi rất là bận. Vậy thì có một ví dụ thế này thôi. Được rồi, bạn nói rằng là vì bạn không có vốn nên bạn không thành công. Không có vốn nên bạn không thành công, đúng không ạ? Vậy thì trong một cái kịch bản là một ai đó sẽ đưa cho bạn 10 tỷ đồng để bạn kinh doanh đi, nhưng mà họ sẽ lấy đi đôi mắt của bạn, sẽ lấy đi đôi tai của bạn. Chỉ cần hai cái thứ đấy thôi, bạn sẽ kinh doanh như thế nào? Bạn sẽ kinh doanh như thế nào khi bạn không có mắt để nhìn, có tai để nghe? Có phải là đôi mắt của chúng ta đã quý hơn cả tiền rất nhiều, đôi tai của chúng ta quý hơn cả những tiền rất nhiều? Và đấy chính là những cửa vào trí tuệ cho bộ não chúng ta. Nhưng chúng ta có tận dụng nó không? Có thấy đó là cái người, đó là cái nguồn lực vô giá của chúng ta hay không? Đấy là vấn đề của chúng ta. Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng tôi không có vốn, tôi mà có vốn. Chúng ta hãy thử hình dung bao nhiêu người có vốn rồi lại đốt sạch gia sản các bạn. Bao nhiêu người viên mãn về tài sản, viên mãn về gia đình, rồi đến một thời điểm nào đó thì tất cả đều suy sụp các bạn. Có cái điều gì ở đây? Có điều gì vậy? Đã thiếu hụt một điều gì đó về cái cách hiểu con người chúng ta, về cái cách hiểu con người chúng ta. Và hôm nay thì tôi chia sẻ với các bạn bí mật về những sức mạnh vô hạn trong mình. Chắc hẳn ở trong này thì nhiều bạn đã xem 5 tập trong video là NLP gạch ngang vận dụng sức mạnh tiềm thức. Tôi muốn các bạn xem lại 5 video đó. Đấy là hạt nhân, đấy là chìa khóa để chúng ta hiểu biết về mình. Đấy là hạt nhân, đấy là chìa khóa để chúng ta hiểu biết về mình. Đó là những cái thứ bên trong chúng ta, nó đang chỉ đạo bên ngoài chúng ta. Đó là những thứ bên trong nó đang chỉ đạo bên ngoài. Và ở trong đó các bạn sẽ biết một điều rằng việc chúng ta đưa cái gì vào mình, đưa cái gì vào mình thì chúng ta sẽ trở thành cái thứ đó. Chúng ta sẽ trở thành thứ đó.
Và vô tình hay hữu ý, mà tôi cho biết là có thể tôi nghĩ rằng đó là vô tình, có thể chúng ta không nhận thức ra, bởi vì khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy chỉ cho chúng ta biết rằng trong một cái hình tròn 100% của sự hiểu biết, trong một cái hình tròn 100% của sự hiểu biết, thì cái mà chúng ta hiểu biết nó chỉ chiếm 5% cái sự hiểu biết mà thôi. Mỗi cá nhân chúng ta chỉ chiếm được 5% cái sự hiểu biết trong cuộc sống của mình mà thôi. Hiểu biết về mình, hiểu biết về xung quanh, hiểu biết về vạn vật mọi thứ. Các bạn biết, trong 100% cái sự hiểu biết thì chỉ có 5% hiểu biết mà thôi. Rồi mỗi người chúng ta lại trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó. Tức là gì? Trong cái sự hiểu biết chung thì chúng ta có một cái lĩnh vực hẹp là chúng ta làm ở trong lĩnh vực đó và chúng ta chuyên nghiệp trong lĩnh vực đó. Thì cái sự hiểu biết chuyên nghiệp của chúng ta, sự hiểu biết chuyên nghiệp chúng ta nó lại chỉ chiếm có đâu đó 2-3% mà thôi. Đó, thầy nói to hơn một chút nữa. Cảm ơn bạn, bạn không nghe được tiếng ạ. Rồi tôi sẽ cầm hẳn lên đây, tôi sẽ cầm hẳn lên đây. Bây giờ thì mọi người đã nghe rõ chưa ạ? À, có bạn đã phản hồi cho tôi rất tốt rằng là thầy hãy nói to một chút. Bây giờ thì tiếng đã rõ chưa các bạn? Vâng. Có lẽ là tôi sẽ cài nó lên cao hơn. Cài lên cao hơn thì chúng ta sẽ nghe được rõ hơn thì. Đúng rồi. Ở trên này thì có lẽ là rõ hơn. Được không ạ? À, các bạn cho tôi một phản hồi. Và nếu nó vẫn còn nhỏ thì tôi sẽ cầm hẳn lên tay và cho lên gần hơn nữa. Đảm bảo rằng những cái thông tin của ngày hôm nay đến các bạn một cách tốt nhất. Đã, nghe rất rõ. Cảm ơn bạn Hồng Hiếu. Dạ, rõ rồi. Cảm ơn các bạn. Chúng ta đang chia sẻ với nhau đến phần nào rồi? Đấy, cắt mất rồi đấy các bạn. À, chúng ta đã cắt mất cái phần là ngắt đoạn. Dạ. Đến phần nào rồi các bạn? Nó khá là nhiều thông tin. Cho nên tôi thì cứ tham vọng rằng trình bày để các bạn có thể hiểu được mọi chuyện. Chúng ta đang nói đến cái phần là ý thức và tiềm thức, là cái hạt nhân để chúng ta biết được cái bên trong. Như ở 5 cái bộ video ý thức và tiềm thức thì tôi chia sẻ với các bạn là gì? Tiềm thức của chúng ta là kho chứa. Tiềm thức của chúng ta là kho chứa. Kho chứa toàn bộ những trải nghiệm mà một cá nhân của chúng ta đã đưa vào nó, tất cả những gì. Từ khi chúng ta bắt đầu lọt lòng sinh ra, chúng ta lớn lên trong gia đình như thế nào, chúng ta đã học cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi chúng ta học đại học như thế nào, chúng ta ra ngoài đi làm thế nào, thì toàn bộ những trải nghiệm thăng trầm đó nó đi hết vào trong chúng ta và nó nằm trong tiềm thức. Nó nằm trong tiềm thức. Và toàn bộ những dữ liệu đó thì nó như một cái con chip, nó cộng trừ nhân chia tất cả để nó cho chúng ta ra cái quyết định là hành động hay không hành động. Nó cho ta cái quyết định để chúng ta tỏ cái thái độ đối với sự kiện hiện tượng và các mối quan hệ ở ngoài kia. Nó cho ta một cái năng lực, bởi vì chúng ta đã du nhập cái gì vào, du nhập những kiến thức, du nhập những hiểu biết gì vào và du nhập những kỹ thuật nào vào, thì nó cộng trừ tất cả lại và nó cho chúng ta một cái năng lực để giải quyết vấn đề ở ngoài kia. Và mỗi người chúng ta thì bằng tất cả những cái thứ gì mình đã đưa vào cái dữ liệu kho này này, cái kho tiềm thức này này, chúng ta thể hiện mình ra bên ngoài. Vậy bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm điểm lại chính bản thân chúng ta. Mỗi người chúng ta đang có một cái năng lực xử lý giải quyết vấn đề ở ngoài như thế nào? Mỗi người chúng ta đang có một cái năng lực thấu hiểu người khác và cái kỹ năng giao tiếp như thế nào? Mỗi người chúng ta thấu hiểu bản thân mình như thế nào để kiểm soát được cảm xúc của mình, kiểm soát được thần thái của mình trong mọi tình huống ở ngoài kia. Mỗi người chúng ta đã thấu hiểu người khác như thế nào để thông cảm với họ, để trong cái giao tiếp, để trong cái phối hợp đặt mình vào họ như thế nào. Và nếu chúng ta có cái năng lực đó thì mọi kết quả nó sẽ đều xảy ra theo ý muốn. Ý muốn là ý muốn tốt đẹp đấy. Còn nếu chúng ta không có cái năng lực để đáp ứng tất cả những chuyện đó ngoài xã hội thì cái kết quả nó cho chúng ta thấy rồi. Nó thể hiện đúng bằng cái thu nhập. Nó thể hiện đúng bằng cái chất lượng mối quan hệ ở ta ngoài xã hội kia.
Nó thể hiện bằng cái uy tín của chúng ta ở ngoài kia, và nó thể hiện bằng rất nhiều thứ ở ngoài kia. Và bây giờ chúng ta đi vào phần sâu. Vậy thì cái sức mạnh trong con người nó nằm ở đâu vậy? Nó nằm chính trong con người chúng ta. Nó nằm chính trong con người chúng ta. Nhưng vì chúng ta không biết nên chúng ta đã cưỡng lại. Chúng ta đã cưỡng lại sự vĩ đại. Chúng ta đã cưỡng lại cái sức mạnh vô hạn đó. Cho nên phần lớn mọi người mới loay hoay, mới bế tắc, mới stress và than trời lên. Ví dụ, hôm gần đây tôi có ngồi với một người bạn, anh ta cũng chạc tuổi tôi, và anh ta cho biết là anh ta đang là một chủ doanh nghiệp, rồi anh ta cũng kinh doanh thêm và cũng đang là đại diện là một giám đốc một cái hệ thống kinh doanh khá là lớn. Nhưng mà anh bạn thì không hiểu tại sao rằng cái hệ thống của anh ấy, nó lớn như vậy nhưng nó không tạo ra doanh thu. Anh ấy là lãnh đạo, anh ấy rất nỗ lực để dạy mọi người tất cả các kỹ năng cần thiết, nhưng mà cứ người vào thì người ra, người vào thì người ra, rồi là hệ thống đấy nó không tạo ra doanh thu. Anh đặt câu hỏi là vì sao vậy anh? Và tôi trả lời với anh rằng anh ấy học NLP. Bởi vì NLP là bộ não, tất cả chúng ta quyết định vấn đề gì, xử lý được vấn đề gì, giải quyết được vấn đề gì, sự sáng tạo như thế nào, nó bắt đầu đưa ra từ bộ não. Vậy thì anh hãy bắt đầu bằng khóa học NLP, khóa học trực tiếp chứ không phải là học online. Tôi sẽ huấn luyện cho anh biết cái cách làm thế nào để anh có thể gì, hiểu biết được bản thân mình, hiểu biết được người khác. Làm thế nào để anh có cái năng lực lãnh đạo, làm thế nào để anh có cái năng lực thu hút hấp dẫn người khác, làm thế nào anh có thể hiểu được cái nỗi sợ của người ta, cái sự băn khoăn của người ta, và anh giải phóng cho người ta, thì người ta sẽ đi theo anh và cái hệ thống của anh sẽ bùng nổ doanh số. Thế thì anh trả lời tôi rằng tôi đi học rất nhiều rồi, tôi đi học rất nhiều rồi, thế thì vậy thì không biết nó giải quyết được vấn đề gì không, có giải quyết được vấn đề gì không. Tôi nói với anh rằng là anh đã đọc nghiêm túc về NLP chưa? Về NLP là gì trên tài liệu Wikipedia ấy, trên cái mạng viết Wikipedia. Người ta đã viết gì? Người ta viết rằng là NLP là khoa học của sự thay đổi. Khoa học của sự thay đổi con người mạnh mẽ nhất trên hành tinh này, giúp con người trở nên vượt trội và xuất chúng bằng những cái hình mẫu xuất chúng, hình mẫu xuất sắc. Thế thì anh cứ nói tiếp mà, được rồi để tôi sắp xếp xem thế nào. Hôm tới này tôi rất bận, là tôi đang bận huấn luyện đội ngũ của tôi cũng trùng vào cái ngày anh huấn luyện. Và tôi nói, thành thật mà nói với bạn, bạn đang điên, bạn đang bị điên. À, tức là chúng tôi đã có cái kết nối nó thân thiện rồi đấy, thì tôi nói thẳng bạn đang bị điên. Bởi vì Einstein đã khẳng định rằng gì? Nếu một người mà cứ hành động theo một cách cũ mà lại luôn luôn hy vọng để tạo ra một kết quả mới thì định nghĩa đấy là người điên. Và tôi hỏi anh ấy rằng là vậy thì cái cách anh huấn luyện, cái nội dung anh huấn luyện đã bao nhiêu năm rồi? Anh trả lời rằng 5 năm qua tôi huấn luyện như vậy rồi. Và tôi hỏi vậy thì tại sao 5 năm anh huấn luyện rồi mà không tạo ra một đột phá doanh thu nào cả, không tạo ra một bước chuyển nào trong hệ thống của anh cả, mà anh bảo hàng trăm người, hàng nghìn người như vậy? Thế thì điều gì vậy? Anh còn tiếp tục cái hành động cũ, tiếp tục cái huấn luyện cũ, tiếp tục cái nội dung cũ đến bao giờ? Hay là anh dừng lại chỉ có 6 ngày trong một khóa học mà tôi huấn luyện thôi, và với cái kiến thức mà anh học được đấy, anh quay trở về anh huấn luyện hệ thống của anh với một cái kỹ năng khác, đó là cái kỹ năng kiểm soát cảm xúc bản thân mình trong mọi tình huống. Bởi vì sao? Bởi vì thấu hiểu được bản thân mình và hiểu được người khác. Rồi cái kỹ năng đọc vị người khác, đọc vị suy nghĩ người khác, đọc vị hành vi người khác, đọc vị ngôn ngữ người khác, đọc vị các cái chuyển động cử động của người khác để biết rằng ẩn dưới nó là cái gì. Rồi tôi sẽ huấn luyện anh cái cách để anh thì có cái công cụ để anh thiết kế kế hoạch chiến lược và các cái kỹ thuật coaching để huấn luyện người khác hoàn thành kế hoạch chiến lược. Rồi tôi cũng sẽ huấn luyện anh các cái kỹ thuật coaching để xử lý nỗi sợ hãi, những băn khoăn, rồi những rối ren, những mâu thuẫn trong họ. Chỉ khi nào anh có thể trị liệu được hết cái thứ trong tiềm thức của họ, cái rối ren, cái bế tắc, cái bí bách ấy,
thì họ mới đầy sức mạnh để đi theo anh chứ. Vậy thì anh ra vẻ có vẻ trầm ngâm lắm, nhưng cuối cùng thì anh cũng vẫn không ra quyết định. Vậy kể câu chuyện này để các bạn thấy rằng chúng ta đang chống lại sự thành công của chính mình mà không biết. Chúng ta đang chống lại sức mạnh của chính mình mà không biết. Chúng ta đang chống lại điều đó mà không biết. Nếu bạn nào đã có cái cơ hội để biết tiếng Anh và xem những live stream hay cái xem những cái phiên huấn luyện miễn phí của thầy Bob Proctor, chuyên gia số 1, vua của luật hấp dẫn thế giới hiện nay, ông hơn 80 tuổi rồi. Ông luôn nói rằng là gì? Hầu hết mọi người đều đang chống lại chính mình. Đều đang chống lại chính mình. Bởi vì sao? Bởi vì họ chống lại cái việc là phải học hỏi để nâng cao cái bản thân mình lên. Chỉ khi nào chúng ta có hiểu biết thì chúng ta mới có thể làm được mọi việc mà. Nào, cái hiểu biết ở đây nó khác nhau cái điểm gì nào? Tại sao chúng ta có hiểu biết thì chúng ta sẽ làm được nhiều việc này? Giả sử các bạn hình dung này, giả sử rằng các bạn có một người anh chị em sinh đôi nào đó, một người anh chị em sinh đôi, và các bạn ở thành phố, ở thị xã, các bạn được ăn học đầy đủ. Giả sử rằng là vào cái lứa tuổi rằng hai người đều 6 tháng tuổi, rồi bố mẹ đưa các bạn đi du lịch ở châu Phi, và rồi thì hai anh em bị lạc, bạn thì được tìm thấy và mang về và được bạn được huấn luyện như bình thường hiện nay. Còn cái người chị em sinh đôi á thì bị lạc ở cái khu rừng đó, và bây giờ bỗng nhiên chính phủ của cái đất nước đấy điện đến gia đình mà đã tìm được cậu bé đấy rồi, đã tìm được người chị em sinh đôi đấy rồi, sống ở rừng bao nhiêu năm và bây giờ là muốn trao trả về cho gia đình bạn. Bạn thử nghĩ, ví dụ như bây giờ là cùng 25 tuổi, và cái người rừng đấy mang về đây đứng với bạn và bắt đầu bảo anh ấy là chúng ta bắt đầu phải kinh doanh, chúng ta bắt đầu phải giao tiếp. Vậy thì cái người anh chị em sinh đôi mình ở rừng 25 năm đó với lại bạn đang ở cái xã hội hiện tại này thì ai sẽ làm được việc hiệu quả hơn, ai sẽ biết ứng xử hơn các bạn? Đấy, cái sự hiểu biết nó sẽ giúp chúng ta đáp ứng được mọi cái nhu cầu của thời cuộc này. Đấy là một cái ẩn dụ để chúng ta thấy rằng cái sự hiểu biết nó hơn nhau như vậy đấy. Nhưng mà động đến việc là đi học đi các bạn thì ai cũng chống lại cái việc đó. Một là tôi chưa có đủ tài chính, hay là vừa rồi là doanh nghiệp tôi vừa phá sản hết rồi, nếu tôi mà còn tiền như ngày xưa thì tôi đi học ngay. Rồi là gì nữa? Cái người khác thì lại thế này: ôi doanh nghiệp tôi đang bận lắm, tôi đi một ngày thì doanh nghiệp tôi không thể thiếu tôi được. Đấy đấy các bạn. Đối với cái người mà nói rằng là ngày xưa thì tôi rất là thịnh vượng nhưng bây giờ tôi suy sụp hết mọi thứ rồi thì bây giờ tôi mới không học được. Nhưng câu thứ hai sẽ trả lời cho mọi người thấy ngay là gì? Cái người mà đang thịnh vượng ấy thì lại chẳng bao giờ đi học đâu, bởi vì họ còn đang mải mê với công việc của họ cho đến khi nó sụp đổ, cho đến khi sạch bách, cho đến khi nợ ngân hàng chồng chất lên thì họ mới bắt đầu là có khi đi học. Nhưng mà bây giờ tôi phá sản hết rồi, tôi làm gì có tiền để đi học. Họ đấy. Còn với những người khác thì sao? Những người khác mà chưa từng trải nghiệm trong cuộc sống này thì họ bắt đầu trả lời rằng tôi không có năng khiếu anh ạ. Tôi không có năng khiếu. Tôi mà có năng khiếu thì tôi làm với anh ngay. Rồi người khác thì nói rằng gì? Họ cũng ra ngoài làm ấy, nhưng mà họ thuộc cái tuýp người mà không dám giao tiếp bên ngoài, thì họ sẽ nói rằng là tôi muốn làm lắm nhưng tôi lại không có mối quan hệ anh ạ. Tôi không có mối quan hệ. Tôi mà có mối quan hệ thì tôi sẽ làm ngay. Rồi nhiều người khác lại nói tôi bận lắm anh ạ, con tôi còn nhỏ, mẹ tôi đang già, tôi đang còn rất trẻ, hay tôi bây giờ đã già rồi còn làm cái gì nữa. Và chúng ta đều không biết rằng chúng ta đang chống lại hạnh phúc, chúng ta đang chống lại thành công của chính mình. Chống lại hạnh phúc và chống lại thành công của chính mình. Nói phần này thì các bạn sẽ mông lung và tự hỏi thế là thế nào? Thế là thế nào? Rồi chúng ta đi phần này. Bắt đầu chúng ta vào phần chính đây. Con người chúng ta
bằng thực thể tôi ngồi đây và các bạn đang ngồi trước màn hình chúng ta cùng nhau đây là một thực thể. Và trong cái thực thể này nó có hai phần. Nó có hai phần, là một phần nó gọi về tinh thần. Nó gọi về tinh thần, mà một phần khác nó gọi là thể xác. Và phần này nó bắt đầu kỹ thuật và các bạn nghe rõ phần này này. Vũ trụ này tạo ra chúng ta. Vũ trụ này tạo ra chúng ta. Đương nhiên là từ ông bà cha chú bố mẹ, nhưng mà vẫn bắt đầu từ vũ trụ này tạo ra chúng ta. Và ở cái phần bản thể tinh thần ấy, chúng ta có hai con người. Chúng ta có hai con người. Hai con người, hai con người rõ rệt các bạn ạ. Một con người của năng lượng vũ trụ. Một con người của trí tuệ vũ trụ. Một con người của năng lượng vô hạn, một con người của trí tuệ vô hạn. Và một cái phần kia là cái phần trải nghiệm cuộc sống này. Là cái phần mà con người chúng ta trải nghiệm cuộc sống này. Trải nghiệm những gì? Trải nghiệm bắt đầu từ khi chúng ta sinh ra. Bắt đầu trải nghiệm từ những hạnh phúc hay những tổn thương. Ví dụ như là bố mẹ yêu chiều, rồi bố mẹ lại quát mắng, bố mẹ lại so sánh làm tổn thương. Rồi bạn bè giành đồ chơi, đến lớp thì cô giáo bắt phạt. Rồi là bạn bè cười chê. Rồi lớn lên một chút nữa thì chia bè cáo cánh, nhóm này nhóm kia. Rồi lớn lên một chút nữa đi làm thì bắt đầu là bị tất cả rất nhiều thứ. Ví dụ như là bạn bè lừa gạt, rồi là tự kinh doanh thì thất bại, rồi là bị sếp đì, sếp chủ úm, rồi là một mình làm con người có cá tính nó khá đặc biệt nên bị người khác không chơi. Và tất cả những cái thứ đấy nó gọi là trải nghiệm. Nó gọi là trải nghiệm. Mà trong nhà Phật thì gọi cái đấy là bản ngã. Bản ngã. Và chúng ta sinh ra có hai phần rõ rệt. Hai phần rõ rệt. Một cái phần rất tinh tú ở nửa bên này. Một cái phần tinh tú ở nửa bên này này. Để nhận thức được cuộc sống này nó là sự trải nghiệm. Nó là sự trải nghiệm. Cho nên tất cả những điều gì đến với chúng ta, chúng ta hãy an nhiên đón nhận nó. Dù nó là thách thức, dù nó là khổ đau, dù nó là những bầm dập. Và nếu như chúng ta có một cái tinh thần an nhiên hiểu biết được mọi nguyên lý thì chúng ta cực kỳ vui vẻ để chúng ta đón nhận nó. Và khi chúng ta vui vẻ đón nhận nó thì mọi việc trở nên cực kỳ dễ dàng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không bị stress, chúng ta không bị căng thẳng, chúng ta cứ thoải mái và vũ trụ này sẽ sắp đặt mọi chuyện. Vũ trụ này sẽ sắp đặt mọi chuyện. Nhưng mà chúng ta đã không hiểu được điều đó. Chúng ta đã đồng nhất mình với cái bản ngã của mình. Bản ngã là gì? Bản ngã là những trải nghiệm của cuộc đời chúng ta. Và chúng ta nghĩ mình là những cái thứ đó. Chúng ta nghĩ mình là cái sự hiểu biết đấy. Chúng ta nghĩ mình là cái con người thất bại đấy. Chúng ta nghĩ mình là cái con người đau khổ đấy. Chúng ta nghĩ mình là cái con người năng lực nó chỉ có thế thôi. Chúng ta nghĩ mình là cái con người bế tắc như vậy đấy. Chúng ta nghĩ là mình là cái con người bị bầm dập, mình là cái con người mà không may mắn. Chúng ta đang đồng hóa mình với bản ngã đấy. Không phải. Chúng ta là một con người khác. Một con người của vũ trụ toàn năng. Một con người đầy sức mạnh. Và nếu đứng ở bên này tỉnh táo như vậy, nó gọi là tỉnh thức. Tỉnh thức. Thì chúng ta sẽ nhìn bên kia và ồ, chúng ta sinh ra là để sửa cơ mà. Chúng ta sinh ra trên cuộc đời này là để sửa. Vậy thì chúng ta sửa bằng cái gì? Chúng ta sửa bằng những thách thức. Chúng ta sửa bằng những khó khăn. Chúng ta sửa bằng những đối kháng. Chúng ta sửa bằng những mâu thuẫn. Chúng ta sửa bằng những cái điều nó không hài lòng. Và chúng ta phải vượt qua những điều đó. Và khi vượt qua nó rồi thì chúng ta thấy hạnh phúc. Nào ví dụ này các bạn. Ví dụ này. Cái cuộc sống này nó là xuân hạ thu đông. Nó là xuân hạ thu đông. Đấy là các mùa và quy luật nó xảy ra như vậy đấy. Và chúng ta sinh ra thì chúng ta phải biết rằng à, nó có bốn mùa. Vậy thì mùa hè chúng ta sẽ mặc áo mayo, mặc áo mát. Mùa đông chúng ta sẽ mặc áo ấm. Chứ chúng ta không thể cưỡng lại cái điều đấy. Chúng ta không thể nào mà lấy cái thái độ tiêu cực để bảo tại sao lại có mùa đông. Và khi gì? Gió mùa đông bắc về mà chúng ta trùm cái này. Chúng ta trùm cái áo ấm trong người mình mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng, mặc gió ở ngoài kia gào thét. Thậm chí chúng ta còn đi xem tuyết cơ mà.
Nhưng vì sao vậy? Chúng ta cảm thấy thú vị với tuyết thì cuộc sống này lại thú vị. Nào, nếu như các bạn đã đủ đầy và các bạn muốn mặc áo ấm để lên Sapa xem tuyết và các bạn tung tuyết, các bạn thấy hạnh phúc. Nhưng đối với những người mà còn đang chật vật với cuộc sống và họ không có cái manh áo để che ấm ấy, thì nếu có tuyết đấy thì đối với họ là cái gì vậy? Là sự cực hình. Và trong đầu họ nghĩ đó là sự cực hình. Nhưng mà chúng ta gì? Cuộc sống nó vốn là nguyên lý là như vậy đấy. Nếu bạn thấy đó là cực hình thì bây giờ bạn phải làm thế nào để vượt qua cái cực hình đó? Làm thế nào để vượt qua cực hình đó? Ví dụ như các bạn đang là những công chức hưởng lương, các bạn đang làm đến bao nhiêu năm trời rồi, mấy chục năm rồi, mà thấy cái mức lương nó cứ thấp như vậy, thì bạn hãy đặt cho mình một câu hỏi: tôi làm thế nào để có lương cao? Hãy đặt cho mình một câu hỏi: tôi cứ ôm mãi cái việc này thì nó sẽ đến đâu? Tháng nào bạn cũng biết rằng cái lương nó chỉ ở mức như vậy thôi. Bạn cộng 1 năm lại thì bạn sẽ biết cái mức lương nó như vậy. Bạn cộng 20 năm lại thì nó biết cái mức lương nó như vậy. Bạn cộng 40 năm cuộc đời bạn lại thì bạn sẽ biết là cái mức lương cuối đời bạn nó là bao nhiêu. Tại sao bạn sức dài vai rộng này mà bạn không nghĩ rằng là ồ, mình có đầy đủ tất cả mọi nguồn lực để thành công, để có thể mình gì lựa có một lựa chọn mới. Và cái lựa chọn mới thì đương nhiên rồi, nó đòi hỏi bạn có những kỹ năng mới, có những tư duy mới. Thì bạn lại hỏi: vậy thì làm thế nào để tôi có kỹ năng mới, tôi có tư duy mới? Đi học thôi, có gì đâu. Đi học thôi. Còn nếu không học thì bạn lại giống như câu chuyện là cái người anh chị em mình bị lạc trong rừng như vậy. Bạn sẽ không biết một cái gì cả nếu bạn không được học, không được rèn luyện. Nhưng nếu bạn học thì mọi chuyện trở nên đơn giản. Mọi chuyện trở nên đơn giản. Bởi vì bạn càng hiểu biết về những quy luật, hiểu biết về những nguyên lý cuộc sống này, thậm chí ở cái mức độ cao hơn nữa là ở cái mức độ hiểu biết về tâm linh, hiểu biết về tinh thần, thì bạn sẽ thấy một điều vô cùng tuyệt vời trong cuộc sống này rằng bạn hãy thả lòng mình. Bạn hãy thả lòng mình và mọi thứ nó sẽ xảy ra hết. Nên có nhiều cuốn sách người ta đã nói rằng gì? Bạn hãy cứ chăm chỉ đi. Bạn hãy cứ chăm chỉ đi, còn kết quả hãy để Chúa lo. Kết quả hãy để Chúa lo. Bạn hãy chiêm nghiệm điều này trong cuộc sống của bạn. Bạn hãy chiêm nghiệm này trong các câu chuyện của những người xung quanh bạn. Bạn chiêm nghiệm điều này trong những bộ phim. Khi mà sự kỳ diệu nó xảy ra, khi mà mỗi con người bị lâm vào khốn khó đến kịch cùng ấy, thì điều kỳ diệu nó lại xảy ra. Đó là sự huyền diệu của vũ trụ này các bạn. Có phải là từ nhỏ đến giờ đã có một vài lần các bạn chứng kiến những áp lực và cảm thấy cái áp lực đấy như mình không thể vượt nổi và cảm thấy như mình chết được, và bạn nghĩ rằng mình chả có cái nguồn lực nào, chả có cái cách nào để lo cho nó được nữa, và bạn kệ nó, thế rồi thì mọi chuyện nó lại trôi qua một cách bình thường. Và rồi bây giờ bạn trưởng thành hơn rồi, bạn nhìn lại những cái thứ mà mình gọi là ghê sợ thời đó, bạn thấy buồn cười. Nó giống như cái việc ngày bé ở tôi có một cái con sông mà chúng tôi tập bơi, tôi thấy con sông nó rộng khủng khiếp, nó rộng mênh mông ấy. Nhưng đến bây giờ tôi đi trên cây cầu qua con sông đấy, tôi lại thấy nó như một con mương vậy. Nó như một con mương vậy các anh chị. Vậy thì các trải nghiệm cuộc sống của thế thôi. Các bạn thấy là khi có một cái món nợ 1 triệu đồng hay 2 triệu đồng ở cái thời sinh viên, các bạn thấy khủng khiếp không? Cực kỳ khủng khiếp. Nhưng bây giờ các bạn đã kiếm ra đến hàng triệu đồng, hàng chục triệu đồng rồi, thì bạn thấy cái món nợ 1, 2 triệu nó là cái gì? Nó là rất bình thường đúng không? Vậy thì cái hiểu biết ở mức độ nào, cái điều kiện thu nhập chúng ta ở mức độ nào, thì chúng ta nhìn những cái thứ trước mắt chúng ta nó to lớn đến vậy. Nhưng nếu chúng ta đã vượt qua nó rồi thì chúng ta lại nhìn thấy nó rất là bé. Ví dụ khi các bạn còn là lớp 1, các bạn thấy những con toán 1 cộng 1 bằng 2, xong là 4 cộng 4 bằng 8 thì thấy nó sợ không? Bằng chứng là bây giờ các bạn, nếu có con nhỏ thì các bạn bắt đầu dạy nó học cái phép cộng trừ nhân chia đấy. Nó sợ khủng khiếp, bởi vì cái nguồn lực lúc đó nó chỉ có thế thôi. Nhưng các bạn,
Các bạn bây giờ là người trưởng thành vượt xa những điều đó rồi. Bạn nhìn những phép tính đấy, bạn thấy đơn giản không? Cực kỳ đơn giản. Bây giờ bạn bắt đầu hình dung. Nếu như rất đông người đang chúng ta cùng ngồi live stream này và chúng ta thấy rằng cái cuộc sống này nó khá là khó khăn, làm ra tiền, tạo ra thu nhập hay là gây ảnh hưởng với người khác nó khá là khó khăn. Vậy thì bạn hãy nghĩ, ví dụ những người thành công trong ở Việt Nam chúng ta thôi, như anh Phạm Nhật Vượng, anh Trịnh Văn Quyết của FLC, rồi những cái sắc tanh, những cái vị sắc tanh đầu tư đó, đối với họ thì mối quan hệ, đối với họ thì tạo ra thu nhập, nó có là vấn đề gì không? Nó chả vấn đề gì cả. Nhưng vì sao lại vậy? Vì họ có một cái tầm rồi. Họ đã trải nghiệm rồi. Và họ đã dám xả thân để vượt qua những cái điều đó rồi. Và bây giờ họ nhìn cái việc đó nó quá bé đối với họ. Nó chả là gì được họ. Đúng rồi bạn Diệu Thu. Tầm đến đâu thì tiền nó sẽ đến đó. Chúng ta có cái mức độ hiểu biết như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn những cái thách thức khó khăn nó to lớn đến như vậy. Nhưng nếu chúng ta có những cái hiểu biết nó vượt qua cả những điều đó, chúng ta lại thấy nó trở nên bé tí xíu thôi các bạn ạ. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể nhìn những cái thách thức cuộc đời này nó là bé xíu? Chúng ta phải hiểu biết. Ví dụ như chúng ta hiểu biết rằng con người chúng ta có đầy đủ nguồn lực để thành công. Và để thành công thì chúng ta phải có năng lực. Và để có năng lực chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải học. Học thì chúng ta bắt đầu mới có năng lực để giải quyết vấn đề, thì chúng ta mới tạo ra thu nhập. Chúng ta lại dành một phần để tiếp tục học, để nâng cao bản thân mình nữa, thì chúng ta lại giải quyết được những vấn đề lớn lao hơn nữa. Cứ như thế thôi. Nó là một cái vòng lặp. Và cuộc sống này không phải là tiền sinh ra tiền. Nó chỉ đúng một nghĩa nhỏ nào đó thôi. Nhưng vấn đề là gì? Ý tưởng mới là sinh ra tiền. Uy tín mới là sinh ra tiền. Năng lực của bạn mới là sinh ra tiền. Nếu bạn coi là có tiền mới sinh ra tiền, thì nghĩa là thế này. Bạn hãy mang một đống tiền đấy ra để bạn mở ra một cái cửa hàng, mở ra một cái nhà xưởng để bạn kinh doanh đi. Rồi bạn không hề phát triển bản thân, bạn chỉ phát triển bằng cái tự phát đó. Rồi công nghệ mới ra đời, rồi suy thoái kinh tế nó xảy ra, rồi con người thì ngày càng khôn hơn, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn. Bạn kinh doanh như thế nào khi bạn nói rằng là chỉ có tiền mới sinh ra tiền? Nhưng nếu bạn có cái năng lực vượt trội với người khác, bạn là vua bán hàng, bạn là vua huấn luyện về phát triển đội nhóm, bạn là vua huấn luyện về doanh nghiệp vô địch, bạn chẳng cần tiền, bạn đến thẳng những cái tập đoàn lớn đấy, bạn bảo tôi muốn xin việc ở chỗ anh, họ sẽ hỏi bạn, bạn làm được việc gì? Anh giao cho tôi bất cứ việc gì tôi cũng làm được. Anh giao cho tôi bán hàng, anh giao cho tôi quân, tôi sẽ đạt đứng đúng cái doanh số mà anh đưa ra. Anh giao cho tôi một đội nhóm huấn luyện họ trở thành những người chuyên nghiệp để có thể đáp ứng được công việc của doanh nghiệp, tôi làm được. Vậy thì cái vị chủ tịch của cái tập đoàn này sẽ giả bạn bao nhiêu tiền? Bạn có quyền đặt giá rằng mức khởi điểm của tôi là $5,000 một tháng. Bạn có cần tiền để mở nhà xưởng đâu? Không cần tiền để mở nhà xưởng, trong khi bạn vẫn tạo ra cái thu nhập tuyệt vời bằng cái năng lực trong bạn. Vậy chúng ta mới nói rằng là bộ não này này, cái năng lực này này, cái trí tuệ, cái ý tưởng này nó mới tạo ra tiền, chứ không phải là tiền tạo ra tiền. Tiền tạo ra tiền cũng sẽ bị suy thoái kinh tế, sẽ bị dập xuống ngay lập tức. Bằng chứng là các bạn sẽ thấy rằng gì? Nào, Vinasun, MyLink, những cái tập đoàn taxi nổi tiếng của Việt Nam ấy, bao nhiêu tiền nào? 100 tỷ, 1000 tỷ đổ vào cái lực lượng xe hơi như vậy. Vậy thì chỉ một cái ý tưởng của anh Grab ra thôi, tất cả làm quân của anh hết. Có phải là ý tưởng không? Vậy thì ý tưởng sinh ra từ đâu vậy các anh chị? Ý tưởng nó sinh ra từ bộ não chúng ta. Từ bộ não. Mà tất cả những người thành công, người ta đã có trải nghiệm và người ta đã phát hiện ra một điều gì đó thuộc về bí mật của sự thành công. Và người ta đã tổng kết lại thành những quy trình, thành những khóa huấn luyện.
Và chỉ cần các anh chị không mất thời gian đến hàng chục năm để họ có cái bí mật như vậy, để họ có thể chia sẻ với anh chị với mức phí rất vừa phải, thì chúng ta lại từ chối. Chúng ta lại từ chối. Chúng ta lại bảo là mình lúc này chưa có tài chính, mình lúc này chưa có thời gian. Vậy thì có phải là chính chúng ta đang chống lại thành công, chính chúng ta đang chống lại hạnh phúc của chính mình không? Có phải là chúng ta đang chống lại chính mình không nào? Cái sức mạnh trong chúng ta là cái sức mạnh của sự nhận thức. Nghĩa là ngay từ đầu tôi nói với các bạn rằng, chúng ta chỉ cần có một đôi mắt để nhìn được mọi chuyện, chúng ta chỉ cần có một cái đôi tai để nghe được mọi chuyện, và chúng ta có một cái cảm nhận để thấu cảm, để hiểu được cái điều đó, để biến nó, biến tất cả những cái năng lực, biến tất cả những hiểu biết, những trình độ đó trở thành cái năng lực của bản thân mình. Và từ đó chúng ta lại trải nghiệm ra cuộc sống này để chứng minh, thể hiện cái năng lực của mình. Vậy là cứ theo một cái quy trình phát triển như vậy thì chúng ta thành công. Và càng hiểu biết cao, càng nắm được các cái quy luật, càng nắm được các nguyên lý của cuộc sống này, thì các anh chị chúng ta sẽ càng tận dụng được các cái cơ hội vô cùng lớn lao trong cuộc sống này. Trong chúng ta có hai phần. Tôi lại nhắc lại câu chuyện. Trong chúng ta có hai phần. Một phần là của năng lượng vô hạn, trí tuệ vô hạn. Và chúng ta phải đứng ở cái vùng bên này, đứng ở cái vùng năng lượng vô hạn, trí tuệ vô hạn này này, để chúng ta nhìn ở phía bên kia, rằng cái thân của chúng ta lăn ra các trải nghiệm, để chúng ta thấy rằng nếu mình chưa vượt được ra qua cái điều gì đó thách thức cuộc sống này, nghĩa là năng lực mình đang thiếu và năng lực mình đang yếu. Vậy thì bằng cái trí tuệ vô hạn bên này, chúng ta mới nhìn rằng vậy thì phải làm cách nào đó để vượt qua cái trải nghiệm bên đó đi. Vượt qua rồi thì lần sau những trải nghiệm, những thách thức đấy đến một lần nữa, nó trở nên đơn giản. Và cứ mỗi lần thách thức đến, chúng ta lại tìm cách vượt qua nó, thì chúng ta đã hội được các bản lĩnh, hội được năng lực, hội được các giải pháp, những bí mật, những công thức trong đầu chúng ta rồi. Vậy thì lúc ta đặt câu hỏi rằng làm thế nào, làm thế nào, thì nghĩa là chúng ta phải đi học những bí quyết, những công thức để có thể vượt qua những cái thách thức đó một cách dễ dàng, chứ không phải bằng những cái năng lực chúng ta vẫn đang có để giải quyết những vấn đề mới. Bởi vì cái điều gì mà mỗi con người chúng ta biết, chúng ta đã làm hết sức rồi, vì thế nó mới có cái kết quả như hiện tại. Và tôi lại chia sẻ một lần nữa, Einstein nói rằng định nghĩa về kẻ điên là cái kẻ mà cứ làm mãi một cái cách cũ nhưng lại hy vọng rằng có một kết quả mới nó xảy ra. Đấy là định nghĩa về kẻ điên. Cái gì chúng ta biết, chúng ta đã làm hết sức rồi, bây giờ phải học cái mới để giải quyết được vấn đề mới. Nó đơn giản như vậy thôi các anh chị. Vậy thì chúng ta đừng có đồng hóa mình với những bản ngã này nữa. Chúng ta phải đứng bên này để mà minh mẫn, để mà tỉnh thức, nhìn ra rằng cuộc đời này chỉ là sự trải nghiệm. Cuộc đời này chỉ là sự trải nghiệm. Cái nỗi sợ hãi nó không hề có thật. Nỗi sợ hãi không hề có thật. Nỗi sợ hãi chỉ là một trải nghiệm. Nỗi sợ hãi chỉ là một cái chức năng của tiềm thức. Nó bảo vệ mình. Khi mình chưa có kỹ năng thì nó bảo vệ mình khỏi sự thất bại, khỏi sự tổn thương. Nhưng tiềm thức, trong cái video phân tích của tôi rồi, tiềm thức nó như một người mù vậy, sức mạnh khủng khiếp, nhưng nó như một người mù, bởi vì nó không phân biệt được phải trái, đúng sai. Nó chỉ thực hiện đúng cái chức năng của nó là bảo vệ ông chủ của nó, bảo vệ khỏi sát thương và bảo vệ khỏi tổn thương. Nó không biết rằng phải vượt qua cái điều đấy thì chúng ta lần sau chúng ta mới không sợ hãi nữa. Nhưng tiềm thức nó không biết được điều đấy. Chỉ có ý thức chúng ta mới nhận ra được cái điều đấy. Nhưng ý thức chúng ta lại ra lệnh cho tiềm thức rằng lúc này mình chưa có tiền, nên mình chưa thể học được. Lúc này mình đang rất bận nên mình chưa thể học được. Và mình hãy cứ tạm thời rằng bằng cái năng lực này để kiếm tiền đi,
rồi mình có tiền, mình sẽ học được những bí quyết, những công thức mật mã cuộc đời này. Xin thưa rằng, lại nhắc lại câu, cái gì bạn đã biết, bạn đã làm hết rồi thì bạn mới không có tiền như hiện nay. Còn nếu bạn đã biết rồi thì bạn đã làm ra rất nhiều tiền rồi. Nguyên lý cuộc sống nó đơn giản thôi vậy các bạn. Cái thông điệp hôm nay tôi chia sẻ với các bạn rằng, con người chúng ta có hai phần mà rất nhiều cuốn sách, ví dụ như là Napoleon Hill, ông ấy nói rằng là thiên thần và ác quỷ, hay là hãy chiến thắng cái con quỷ trong bạn. Chiến thắng cái con quỷ trong bạn. Một cái con quỷ bên này này, một con quỷ bên này chuyên môn bàn lùi, và một cái bên này là thiên thần, luôn luôn khao khát về cuộc sống thành công và hạnh phúc. Và hai cái thứ này nó đối chọi nhau. Và may mắn thay, con người chúng ta có cái ý thức. Ý thức thì được giao nhiệm vụ là nhận thức đúng sai, phải trái, tốt xấu, đen trắng. Nhưng ý thức của bạn phải hiểu biết thì mới tỉnh thức đứng ở bên này, để không bị đồng nhất với con quỷ bên kia, để bị không bị đồng nhất với cái bản ngã mà bạn đang trải đó. Nhưng mà hầu hết thì lại đồng nhất mình với những trải nghiệm. Ở phần này các bạn có hình dung ra điều mà tôi đang chia sẻ với các bạn không ạ? Trong chúng ta có hai phần. Ví dụ này, ví dụ như trong chúng ta có cái phần là thích dậy thể dục buổi sáng để mình có một cái sức khỏe tốt, có một cái body đẹp và có nhiều thời gian, và trong chúng ta linh hoạt buổi sáng. Đấy là cái phần trí tuệ vô hạn, đấy là cái năng lượng vô hạn, cái sức mạnh vô hạn của chúng ta đấy. Nhưng chúng ta lại đồng nghĩa mình với cái thứ này này, cái thứ bản ngã của mình này. Thôi dậy à, lười lắm, mình đang buồn ngủ mà ngủ đi, đang buồn ngủ lắm, thôi ngủ đi, hôm khác dậy. Đấy, chúng ta đang đồng nhất mình với cái thứ bản ngã đấy. Và kết quả gì nó xảy ra thì các bạn biết rồi. Một đằng thì chúng ta khao khát, một cái đằng thì cái sức mạnh vô hạn này, nó muốn bạn dậy đi. Bạn dậy đi để bạn tập thể dục thì bạn mới có một cái thân thể cường tráng, bạn mới có một cái sức khỏe để bạn làm được nhiều việc, đầu óc bạn mới minh mẫn. Nhưng chúng ta hầu hết không dậy. Chúng ta bắt đầu là gì? Để cho cái con quỷ này nó nói rằng, thôi, hôm khác dậy. Hôm nay chúng ta phải họp, hôm nay chúng ta phải đi công tác, hôm nay ngoài trời mưa, hôm nay gió mùa đông bắc, thôi để qua đợt gió mùa đông bắc này thì chúng ta hãng dậy. Đấy là cái câu chuyện của gì? Thiên thần và ác quỷ. Đấy là cái câu chuyện gọi là tập thể dục đấy. Thế thì ở đây tôi chia sẻ các bạn điều này này. Các bạn hãy nói với bản thân mình điều này này. Các bạn có khao khát sự giàu có và thành công không? Các bạn có khao khát mình là có một doanh nghiệp vô địch không? Các bạn có khao khát mình có một hệ thống kinh doanh vô địch không, để tạo ra những doanh số vượt trội không? Các bạn có muốn mong muốn là cải thiện thu nhập cuộc sống của mình, để cho gia đình mình, bố mẹ mình, để cho bản thân bạn có một cuộc sống viên mãn hạnh phúc không? Muốn. Ai chúng ta cũng đều muốn. Thế nhưng mà các bạn này, các bạn muốn làm lãnh đạo lắm, rất muốn làm lãnh đạo, thế nhưng cái bản thân của các bạn còn không bảo được, còn không lãnh đạo được. Thế thì làm sao chúng ta có thể lãnh đạo được người khác? Làm sao chúng ta có thể hy vọng được bảo được người khác, huấn luyện được người khác? Bản thân mình còn không lãnh đạo được, bản thân mình còn không huấn luyện được mình, mỗi cái cá nhân này thôi còn không huấn luyện được, thì làm sao có thể huấn luyện lại được 50 người, 100 người, 1.000 người? Nguyên lý cuộc sống nó đơn giản như vậy thôi chị. Chúng ta muốn rời một ngọn núi, chúng ta muốn rời một ngọn núi thì luôn luôn phải bắt đầu từ những cái viên sỏi, viên đá ở dưới chân núi. Chứ không thể nào chúng ta muốn rời một ngọn núi rồi chúng ta ôm cả cái ngọn núi đi di chuyển. Không đời nào. Vậy thì chúng ta muốn kiến tạo một sự nghiệp lớn, chúng ta muốn huấn luyện, lãnh đạo một đội nhóm lớn, thì hãy bắt đầu bằng chính cá nhân mình. Hãy dậy sớm đi. Hãy có hiểu biết đi. Hãy có các kỹ năng, năng lực đi. Hãy có cái kỹ năng kiểm soát bản thân mình đi. Hãy có cái kỹ năng là đọc vị để thấu hiểu người khác đi. Hãy có cái kỹ năng giao tiếp bậc thầy đi. Hãy có cái kỹ năng thiết kế kế hoạch chiến lược đi. Hãy có cái kỹ năng là giúp người khác giải quyết mọi vấn đề của họ đi. Rồi chúng ta sẽ giúp từng nhóm ít người rồi dần dần nó sẽ nở dần. Cái năng lực của bạn sẽ lớn dần với đội nhóm của bạn, với doanh nghiệp của bạn.
Để tôi chia sẻ thêm các bạn một chút nữa về cái chủ đề mà tôi đã từng nói. Chúng ta, con người đây cũng là một dạng vật chất thôi, cũng là một dạng vật chất thôi. Ví dụ như cái chén này, cái chén này nó cũng là một dạng vật chất, và nó nhiều cái chất đất và được nung chảy thì nó trở thành cái chén. Cái bút này nó có cái chất là nhựa thì nó trở thành cái bút. Rồi thì bất kể cái gì nữa, cái máy tính này nó có nhiều sắt pha nhựa thì nó trở thành cái dạng vật chất này. Con người ta cũng vậy. Chúng ta được kết cấu bởi da thịt, bởi xương canxi ở bên trong, bởi tóc cũng có là những chất khác nhau. Chúng ta cũng là một dạng vật chất. Vậy thì nếu đã là vật chất thì nó được hợp thành bởi các gì? Các cái thành tố, nguyên tử cấu thành. Đều là các nguyên tử, nhưng các chất liệu nó khác nhau để mà cấu thành. Để cấu thành nó. Vậy người ta thấy rằng là, vậy dưới nguyên tử là gì? Dưới nguyên tử là hạt quắc. Tức là gì? Người ta kích lên. Vậy thì dưới cái nguyên tử là cái gì vậy? Là hạt quắc. Vậy thì dưới hạt quắc là gì vậy? Là sóng. Bây giờ chúng ta hãy nói đến cái phần nguyên tử trong mình, các nguyên tử trong mình để cấu tạo nên các cơ thể mình. Vậy thì nguyên lý trong cuộc sống này, mỗi một lần cá nhân một con người chúng ta va đập với thách thức, và cái hoàn cảnh đó nó tưởng chừng như chúng ta không thể giải quyết nổi, chúng ta cảm thấy đau đớn, chúng ta cảm thấy tổn thương, chúng ta cảm thấy sợ hãi, thì đấy là một lần các hạt nguyên tử trong chúng ta nó nhộn nhạo lên và nó được sắp xếp lại, nó được thổi tung lên, và sau đó nó lắng lại thì nó được sắp xếp lại, và các hạt nguyên tử âm dương đấy nó bắt đầu tìm nhau. Và nếu nó tìm chưa đúng, tức là ý thức của con người chúng ta cũng lao ra ngoài để giải quyết vấn đề đó, nhưng mà vì năng lực yếu quá và tìm những khóa học, tìm những người thầy không đúng, thì làm cho tình trạng nó càng trầm trọng hơn, thì nghĩa là trong người càng cảm thấy đau khổ nhộn nhạo hơn, thì nghĩa là các cái kết cấu nguyên tử trong chúng ta đã kết hợp với nhau nó không đúng, tạo nên sự nhộn nhạo trong mình. Đó gọi là sự hỗn loạn trong mình, sự hỗn loạn. Nhưng cho đến khi bạn cứ tiếp tục cái hành trình đi, cứ cho nó sự hỗn loạn nó xảy ra đi và nó tiếp tục đi, vậy thì đến một lúc bạn bắt đầu tìm được một khóa học giải quyết được vấn đề của bạn. Cho đến một lúc bạn tìm được người thầy có thể giải quyết được vấn đề của bạn, thì bạn cảm thấy an, bạn cảm thấy hạnh phúc vô cùng rằng đã tìm thấy chân lý cuộc đời, đã tìm được giải pháp cuộc đời, và vấn đề của bạn được giải quyết. Và như vậy thì cái hạt vật chất trong bạn nó đã tìm thấy nhau một cách chính xác, và nó đã có cái sự kết nối với nhau với một cái thể chất khác. Cái đó gọi là bước nhảy lượng tử trong cơ thể bạn, bước nhảy lượng tử trong kết cấu vật chất, trong tư duy bạn, trong tế bào của bạn. Và bạn hãy hình dung suốt cuộc đời này bạn liên tục va đập với những thách thức như vậy, để mỗi lần va đập như vậy thì những hạt kết cấu vật chất trong bạn lại sôi lên, và bắt đầu lại nó lại đi tìm nhau, và nó bắt đầu trở thành một cái kết cấu mới, sức chịu đựng tăng hơn, cái chất trong nó vững bền hơn. Thì đấy chính là bạn. Đấy chính là bạn đấy. Bạn có dám đối mặt với các thách thức để làm hỗn loạn bản thân mình, và cuối cùng mọi chuyện được sắp xếp, và nhờ đó bạn có bản lĩnh hơn không? Các bạn có hiểu cái câu là áp lực mới tạo ra kim cương không? Áp lực mới tạo ra kim cương. Kim cương có quý không các bạn? Kim cương cực kỳ quý. Nhưng mà làm thế nào để có kim cương? Nó phải tạo ra áp lực vượt trội, không một thứ gì chịu được như kim cương, nó mới tạo thành kim cương. Vậy thì kim cương được tạo thành như thế nào? Triệu triệu tỷ năm trước đây, những cánh rừng đại ngàn trên hành tinh này bị sự xoay chuyển của toàn bộ cái địa tầng của trái đất này, và những cánh rừng đó rậm rạp đó nó bắt đầu mới gì? Bị đổ rạp xuống. Những cây cổ thụ trăm năm đổ rạp xuống. Và cái địa tầng này bắt đầu tiếp tục nó thay đổi. Và cái địa tầng từ gỗ của những cái cây cổ thụ đấy, nó bắt đầu bị mục ruỗng đi. Và cộng với hơi ẩm nữa, nó trở thành đầm lầy. Nó trở thành những đầm lầy mênh mông.
Và qua sự biến đổi của hàng triệu triệu tỷ năm của trái đất nữa, thì các cái lớp cây tiếp theo nó lại đổ dập xuống, nó lại đổ dập xuống. Và bắt đầu cùng với sự thay đổi nhiễu loạn của các kết cấu vật chất trong địa tầng này, thì bắt đầu nó trở thành than bùn. Rồi nhiều nhiều tỷ năm nữa, nhiều tỷ năm nữa lại các lớp địa tầng tiếp tục. Và bắt đầu nó nén xuống. Từ than bùn bắt đầu trở thành than đá. Rồi tiếp tục nén nữa. Và từ than đá bắt đầu trở thành kim cương. Vậy đấy, bạn hãy hình dung hàng triệu năm, hàng tỷ năm qua, viên kim cương đã chịu sức nén như thế nào để cuối cùng ra được một viên kim cương, ra được một mỏ kim cương. Còn các bạn đã chịu sức nén gì chưa? Đã chống chọi được sức ép và an nhiên đối mặt với sức ép để tạo ra cái chất kim cương trong mình chưa? Hay là chúng ta cứ chớm gặp những thách thức là chúng ta bắt đầu là tôi không có tiền, tôi không có quan hệ, tôi không có thời gian, tôi bận lắm, tôi đang quá trẻ, tôi già rồi, rất nhiều thứ. Chúng ta luôn né tránh với tất cả những cái cơ hội đến với chính mình. Thực ra thì những thách thức trong cuộc đời này đến để nó đến vì chúng ta. Nó đến vì chúng ta và nó đến để cho chúng ta. Cho cái gì vậy? Nó cho chúng ta cái hiểu biết rằng chúng ta đang còn thiếu năng lực để giải quyết những vấn đề đó. Cho nên để giải quyết được nó, chúng ta phải đi rèn luyện đi. Có rèn luyện được rồi thì lần sau nó đến, mình lại dễ dàng như là lướt sóng vậy. Vậy thì cứ càng như thế thì cái sự lướt sóng nó càng điêu luyện. Và khi bạn trở thành số một của lướt sóng thì cả thế giới này tôn vinh bạn, trả tiền cho bạn. Vì những tấm huy chương đấy là tiền. Tấm huy chương mà bạn đã khổ luyện để lướt sóng vậy. Khổ luyện để trải qua thách thức như vậy. Các bạn đã nhìn những cái vận động viên lướt sóng mà có những người bị cá mập nó cắn cụt hết chân tay không? Vẫn lướt sóng tiếp không? Chúng ta đã đối mặt với điều đó chưa? Nếu chúng ta nghĩ rằng cuộc sống này nó chỉ là một cái trải nghiệm thôi, tất cả cái gì cũng chỉ là trải nghiệm thôi, và cái quan trọng nhất là gì? Sự thành công, hạnh phúc trong cuộc sống này nó nằm ở bộ não chúng ta các bạn. Nó nằm ở mỗi bộ não này thôi. Nơi đây sẽ chỉ đạo cho chúng ta biết nói cái gì trong giao tiếp. Nơi đây sẽ chỉ đạo cho chúng ta biết có cái thái độ gì trong giao tiếp với tất cả sự vật hiện tượng hay là mối quan hệ. Nơi đây sẽ cho chúng ta biết là chúng ta có năng lực, học được cái năng lực như thế nào để trải nghiệm ra giải quyết vấn đề của ngoài kia. Nhưng mà để học được những cái bí quyết đấy thì phải làm gì? Phải đi học. Vậy thì làm ơn các bạn, làm ơn, đừng bao giờ tiếc tiền để đầu tư vào cái bộ não của mình. Đừng bao giờ tiếc tiền để đầu tư vào bộ não của mình. Bởi vì chúng ta không có cái những năng lực mà cái điều kiện cuộc sống này cần, nên chúng ta mới bị ném tiền ra cửa sổ. Nên chúng ta mới bị thua lỗ trong các cuộc mà chúng ta cứ nghĩ rằng mở cửa hàng ra, mở doanh nghiệp ra, mở nhà xưởng ra là chiến thắng, nhưng cuối cùng là thất bại. Vì sao vậy? Vì chúng ta đã không có cái năng lực bên trong để xử lý được mọi vấn đề bên ngoài. Vậy hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau cái sức mạnh con người đến từ đâu vậy? Cái sức mạnh con người nó đến từ những năng lực. Năng lực từng cá nhân có thể giải quyết được nhiều vấn đề. Càng giải quyết được nhiều vấn đề ngoài kia thì nghĩa là sức mạnh của bạn càng tăng, ảnh hưởng của bạn càng tăng. Sức mạnh càng tăng, ảnh hưởng càng tăng nghĩa là thế nào? Nghĩa là bạn gặp ai bạn cũng giải quyết được vấn đề cho họ. Vậy thì khu biệt vấn đề lại là những vấn đề gì? Con người chỉ có vài vấn đề nhỏ thôi. Thứ nhất là họ đang cảm thấy loay hoay bế tắc trong cuộc sống này. Vì sao họ lại loay hoay bế tắc trong cuộc sống này? Là bởi vì họ không có năng lực để sáng tạo ra một cái thứ gì đó. Họ rất ít trải nghiệm để có năng lực để sáng tạo ra những giải pháp để vượt qua khó khăn. Vậy thì nếu bạn đã có cái năng lực đó, bạn chỉ cần giúp họ giải quyết được vấn đề đó thì người đó là của bạn rồi. Cái thứ hai, con người chúng ta bị mâu thuẫn trong mối quan hệ, ví dụ giữa con và bố mẹ, giữa vợ và chồng, giữa bố và con,
hay giữa các đồng nghiệp cổ đông với nhau. Bạn cứ có cái năng lực, bạn gặp người đó, bạn lại giải quyết được một cách nhẹ nhàng và dễ dàng, lại có hiệu quả cho họ. Họ sẽ đối đãi với bạn như thế nào? Rồi có người khác nữa, họ lại bị tổn thương vì tinh thần đến mức trầm cảm. Bạn cũng lại gặp họ và có năng lực giải quyết cho họ vấn đề đó. Họ trở thành con người lành lặn bình thường, sức mạnh sáng trong, họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Người đó cũng của bạn rồi. Lại có những người khác, những chủ doanh nghiệp chẳng hạn, loay hoay bế tắc trong cái việc là làm sao để đột phá doanh nghiệp, đột phá doanh thu. Làm sao để đội nhóm của họ gắn kết. Làm sao để đội nhóm của họ chuyên nghiệp trong bán hàng, trong ý thức trách nhiệm. Bạn cũng lại có năng lực huấn luyện cái điều đó. Thế là những chủ doanh nghiệp đấy là của bạn rồi. Vậy thì bạn không phải tốn hàng trăm triệu, bạn không phải tốn hàng tỷ đồng để mở gì, mở những nhà máy, xí nghiệp, những công xưởng. Bạn chỉ cần tốn 1/10 của cái số đấy thôi để đầu tư vào bộ não của bạn. Đầu tư vào bộ não của bạn. Và bạn sẽ giải quyết được mọi người. Bạn sẽ giải quyết được mọi thứ. Khi bạn có năng lực như vậy rồi, thậm chí bạn còn đi mua doanh nghiệp không đồng các bạn ạ. Tại sao lại là doanh nghiệp không đồng? Là bởi vì rất nhiều chủ doanh nghiệp đang loay hoay thì muốn bạn có thể góp cổ phần bằng cái sức của bạn để huấn luyện doanh nghiệp này, tạo ra doanh nghiệp vô địch. Bạn có mất tiền không? Có phải là gì? Có tiền thì mới kinh doanh được không? Không, năng lực của bạn chính là tiền. Năng lực của bạn chính là tiền. Các bạn có hiểu được điều đó không? Nó tuyệt vời vô cùng các bạn. Mà để đầu tư vào năng lực thì nó nhanh vô cùng các bạn. Bởi vì nếu như các bạn bắt đầu từ 30 tuổi, 35 tuổi, 40 tuổi thì là những người hoàn toàn có đầy đủ trải nghiệm, đầy đủ những nguồn lực. Và bây giờ các bạn chỉ cần những công thức để bạn sắp xếp lại các nguồn lực mà thôi. Các bạn cần những quy trình, những công thức, những biểu mẫu để bạn sắp xếp lại các nguồn lực bên trong bạn. Vậy là xong. Ví dụ, tôi cũng đang như các bạn. Tôi cũng đang dùng cái ngôn ngữ của Việt Nam để nói với chúng ta, chứ tôi có dùng cái ngôn ngữ khác đâu. Vậy thì nếu tôi nói được tiếng Việt như thế này thì các bạn cũng hoàn toàn nói được tiếng Việt như tôi, để có thể giúp ai đó giải quyết vấn đề của họ, để có giúp ai đó khơi mở ra vấn đề của họ. Nó đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà các bạn đang gì? Đang từ chối lại cái giá trị trong mình, từ chối lại thành công của mình, chống lại hạnh phúc của mình mà không biết. Đơn giản như vậy thôi các bạn. Đấy, nó như vậy đấy. Trong thông điệp của ngày hôm nay, tôi chỉ một bật mí của vũ trụ này là Thượng Đế tạo ra chúng ta. Thượng Đế tạo ra chúng ta muốn chúng ta hạnh phúc. Nhưng để hạnh phúc, Thượng Đế đặt ra một cái quy tắc rằng bạn phải trải nghiệm thì bạn mới thấy hạnh phúc. Có phải là mỗi lần bạn gặp thách thức, bạn vượt qua thách thức, bạn thấy vui không? Đơn giản là những người bán hàng chốt được một đơn hàng, bạn thấy vui không? Vậy thì cuộc sống này luôn luôn có hai mặt. Phải có thách thức để bạn vượt qua nó rồi, bạn mới thấy hạnh phúc. Cuộc sống này các nguyên lý như nguyên lý trời đất, nó phải có đêm và có ngày, nó phải có bốn mùa, nó phải có mặt phải mặt trái, nó phải có cong có thẳng. Đấy là nguyên lý của hai mặt. Vậy thì nó phải có khổ đau thì nó mới có hạnh phúc. Nếu chỉ toàn hạnh phúc thì hạnh phúc so với cái gì được để chúng ta biết được đấy là hạnh phúc? Vậy thì chúng ta là năng lượng vô hạn, chúng ta là trí tuệ vô hạn. Và hãy đứng ở bên này để chúng ta nhìn cuộc đời chúng ta là một sự trải nghiệm, là một sự trải nghiệm. Và chúng ta an nhiên để chúng ta vượt qua những điều đó. An nhiên vượt qua điều đó. Chúng ta nghĩ như thế nào thì tinh thần chúng ta sẽ trở thành như vậy. Để tôi kể các bạn nghe cuối cùng đây một cái câu chuyện. Trong khóa huấn luyện của tôi có một anh bạn, và anh ấy có một cái hoàn cảnh mà phải chia xa gia đình từ năm 9 tuổi. Tức là chia xa mẹ mình, và anh phải sống với bác mình. Thế rồi đến năm 14 tuổi, anh ấy được về thăm mẹ mình. Cái thời xa xưa ấy, cái thời bao cấp ấy, thì cái chuyện tàu xe nó cực kỳ khó khăn.
Vậy thì tàu về đến ga, nhà anh ấy còn cách 14 cây số. Và nếu như chờ đợi để có một chuyến xe để có thể anh ấy về được cái làng của anh ấy thì nó phải mất vài tiếng. Và anh không muốn cái thời gian đó bị chết để bị ít cái thời gian gặp mẹ. Mà bao nhiêu năm rồi anh mới được gặp. Vậy là anh ấy chạy bộ về. Và anh ấy kể lại rằng trong cái lúc tôi chạy bộ ấy, thì lòng tôi vui phơi phới và đất trời như là nở hoa hết. Trời xanh ngăn ngắt và đồng lúa hai bên nó như là nở hoa và lòng tôi vui phơi phới, tôi chạy bộ trên đất chạy bộ. Nó vui như thế, tôi vừa chạy vừa hét vừa gào lên. Bởi vì anh nghĩ là anh ấy về sắp được gặp mẹ rồi. Rồi sau đó anh ấy được hạnh phúc của cả gần một ngày như vậy. Buổi chiều tối anh ấy phải trở lại ga tàu để trở về nhà bác. Và anh kể lại rằng cái quãng đường nó vẫn 14 cây số đấy, nó như địa ngục vậy. Đất trời như là sụp đổ dưới chân anh ấy vậy. Bởi vì trận đầu anh ấy nghĩ rằng lại phải trở về cái thứ mà cái nơi mà anh ấy không thích. Vậy thì ở đây các bạn có thấy không? Cái quãng đường đấy nó vẫn là 14 cây số. Cây cối, đồng lúa nó vẫn là như vậy. Trời đất nó vẫn là như vậy. Mùa nó vẫn là như vậy. Nhưng tại sao đất trời lại sụp đổ dưới chân anh như vậy? Đó là cái suy nghĩ của anh ấy. Đó là cái suy nghĩ tiêu cực trong anh ấy rằng trở về một cái nơi mà mình không thích. Nhưng nếu anh ấy nghĩ rằng cuộc đời này là trải nghiệm, về với mẹ là một trải nghiệm, đến với bác là một trải nghiệm, và luôn luôn phải sống tốt, luôn luôn phải đầy bản lĩnh để vượt qua các trải nghiệm đấy, nếm các trải nghiệm đấy để trưởng thành, luôn luôn có một tinh thần như vậy, thì chẳng bao giờ anh thấy đất trời sụp đổ dưới chân. Vậy thì chúng ta hãy nghĩ rằng để chúng ta có một cái trí tuệ, để chúng ta có thể sở hữu những công thức, những bí quyết để thành công trong cuộc đời này, thì cái câu chuyện là chúng ta phải đi kiếm tiền, phải thắt lưng buộc bụng, phải làm vất vả hơn một thời gian nào đó để chúng ta có đủ tiền gom góp để chúng ta có thể học được những bí quyết để thay đổi cuộc đời mình, là một thách thức, là một trải nghiệm, là một trải nghiệm tuyệt vời. Và sau này rồi các bạn trở thành những nhà lãnh đạo thì đấy là những câu chuyện vô cùng thú vị và truyền cảm hứng để các bạn có thể nói chuyện với người khác, kể cho người khác nghe. Còn nếu cái cuộc đời thành công của các bạn cứ tròn như quả bóng thì bạn kể cho ai nghe đây? Cứ chớm cần cái điều gì các bạn có ngay thì cuộc đời các bạn sẽ truyền cảm hứng cho ai đây? Vâng, thông điệp hôm nay hơn 10 giờ tôi đã chia sẻ với các bạn là 1 tiếng 10 phút rồi, khá là dài rồi. Và bây giờ thì phần live stream nó sẽ phải dừng ở đây thôi. Mặc dù có rất nhiều điều để có thể muốn nói với các bạn, nhưng tôi chỉ muốn kết luận ở phần này là sao? Các bạn, bộ não của chúng ta sẽ quyết định mọi thứ. Bộ não của chúng ta sẽ quyết định cuộc đời ta thành công hạnh phúc. Bộ não chúng ta sẽ quyết định rằng cuộc đời chúng ta có giá trị hay không có giá trị. Bộ não chúng ta sẽ quyết định chúng ta sống trên đời này như thế nào và trở thành con người như thế nào, được ngưỡng mộ kính trọng hay là trong sự khinh rẻ. Bộ não này sẽ quyết định chúng ta thành công hạnh phúc và viên mãn cuộc sống này hay là chúng ta sẽ chết trong đau khổ. Hãy coi cuộc sống này là sự trải nghiệm. Tất cả cái gì đến nó là một trải nghiệm. Và đơn giản là chúng ta chỉ việc làm, tìm ra câu hỏi để vượt qua nó mà thôi. Đừng bao giờ vin vào tôi không có cái nọ, tôi không có cái kia. Như vậy là bạn đã tước đi sức mạnh của mình rồi. Như vậy bạn đã đi tước đi cái cơ hội để mình trưởng thành rồi. Như vậy là bạn đang chống lại sự thành công của bạn rồi, đang chống lại hạnh phúc của bạn rồi. Và như vậy bạn đang gây đau khổ cho những người thân yêu của bạn xung quanh rồi. Jordan Ben Pháp nói rằng gì? Nếu bạn sống trong nghèo khổ là bạn đang gián tiếp hay trực tiếp phá hoại cuộc đời của những người thân yêu xung quanh bạn. Bạn còn đang sức dài vai rộng, bạn đang có một bộ não tinh tường. Hãy làm cho nó có giá trị, hãy làm cho bạn có năng lực, hãy làm cho những người thân yêu xung quanh bạn được hưởng những điều tốt đẹp. Đừng than vãn nữa, hành động đi thôi. Ở ngoài kia, đặc biệt là tôi muốn khuyến nghị các bạn là hãy học NLP, khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy. Đấy là cái khoa học đã huấn luyện bộ não của các bạn, trao cho các bạn những khuôn mẫu, những công cụ xuất chúng để các bạn trở nên, để các bạn đạt được những kết quả xuất chúng. Hãy tìm các người thầy huấn luyện NLP mà học, học để cải thiện mọi chuyện các bạn đi. Và nếu học họ rồi mà vẫn chưa thành công, hãy đến tôi sẽ huấn luyện và tôi cam kết các bạn sẽ thành công khi qua khóa huấn luyện của tôi. Tôi cam kết bằng uy tín
bằng danh dự, bằng tất cả những gì tôi có được, thậm chí cả mạng sống, cả cuộc đời này, tôi cam kết bạn rằng huấn luyện các bạn thành công. Bởi vì tôi đã huấn luyện hàng nghìn người như vậy rồi, và họ thành công trước mắt tôi, và tôi hạnh phúc vô cùng. Bởi vậy tôi mới luôn luôn cam kết với học viên tôi rằng sau 6 ngày tôi huấn luyện mà bạn không nhìn ra cái bước đột phá của bạn, tăng trưởng ngay cái sự nghiệp của bạn gấp 10 lần ngay lập tức sau 6 ngày, bạn được free học phí. Đấy là luôn luôn cái lời cam kết của tôi trước lớp mỗi khóa tôi huấn luyện. Kể cả việc bạn đã học qua 6 ngày và bạn lĩnh hội được rất nhiều thứ mà bạn chỉ cần nói với tôi rằng em chả thấy cái điều gì cả, bạn được free học phí ngay lập tức, ngay tại lớp học. Đấy là lời cam kết của tôi. Tôi là Nguyễn Xuân Hương, NLP Trainer Master Coach thuộc NLP AB NLP Hoa Kỳ. Và tôi cũng đã tốt nghiệp trường huấn luyện các đào tạo các chủ doanh nghiệp Liên minh huấn luyện Bắc Mỹ PBCA, một tổ chức huấn luyện hàng đầu trên thế giới về huấn luyện kinh doanh và huấn luyện các chủ doanh nghiệp kinh doanh. Và tôi đã có 26 năm kinh nghiệm là nhà báo chuyên viết về kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới của Thông tấn xã Việt Nam. Tôi đã có thời gian hơn 20 năm làm việc với các tập đoàn, các tổng công ty, rồi các quan chức các bộ ngành về từ kinh tế vĩ mô đến vi mô. Và bây giờ tôi là nhà huấn luyện của khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy. Tôi là nhà huấn luyện các chủ doanh nghiệp kinh doanh, nên tôi đầy đủ các năng lực để đưa các bạn đến thành công. Đừng sợ hãi nữa các bạn, đừng viện cớ nữa. Sức mạnh nằm trong các bạn rồi, sức mạnh nằm hết trong các bạn rồi. Hãy lên đường đi thôi. Rồi, xin phép được dừng video ở đây. Chúng ta sẽ gặp nhau trong một cái video sau nữa với một chủ đề cũng sẽ lại mạnh mẽ và quyết liệt như này. Tôi thúc đẩy các bạn, thúc đẩy các bạn hành động đến khi các bạn thành công thì thôi. Rồi, tạm biệt các bạn. Chúc các bạn các kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Và đây là một trong những live stream mà tôi đầy cảm hứng để kỷ niệm 30 tháng 4 1 tháng 5. Chào các bạn.